Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của công ty Thế Giới Mạo Vật. Thì hôm nay em xin tiếp tục về làm một video về máy quét mạo vật trong cái series về máy quét mạo vật của tụi em. Thì hôm nay em xin muốn giới thiệu với mọi người đến một thương hiệu rất là nổi tiếng trong thiết bị mã số mạo vật, đó là hãng Jabra. Thì Jabra là một thương hiệu đến từ Mỹ mà đang rất là thông dụng trên những sản phẩm của Jabra rất là thông dụng trên thị trường của Việt Nam cũng như là trên thế giới. Thì em cũng xin nhắc lại về một số cái ứng dụng của những chiếc máy quét mạo vật này để cho những người mới bắt đầu xem video có thể hiểu. Thì những chiếc máy quét mạo vật, mục đích của nó là giải mã những cái mạo vật thành cái chuỗi ký tự chuỗi số mà mình đã được mã hóa từ trước, đưa lên cái phần mềm bán hàng của mình hoặc là những phần mềm quản lý, để mình từ đó mình có thể là truy xuất ra được những cái tên sản phẩm hàng hóa rồi những cái giá bán. Thì đây là máy quét mạo vật này, nó có thể đọc nhanh và chính xác hơn rất nhiều so với khi mình gõ tay những cái số đó lên. Thì đây là một số, đây là cái công dụng của chiếc máy quét mạo vật. Thì ứng dụng của nó thì ứng dụng rất nhiều ở trong các cửa hàng thời trang này, trong shop bán hàng hoặc là trong các siêu thị. Mọi người đi siêu thị thì ai cũng thấy là trong nhân viên siêu thị là chỉ có tính tiền bằng những cái chiếc máy quét mạo vật này thôi, chứ không thể nào tính tiền bằng gõ số từng tay từng mặt hàng được, tại vì nó rất là mất thời gian và cũng tốn nhiều, hiệu quả công việc nó không cao. Rồi hôm nay thì em xin giới thiệu với mọi người một model của hàng Jabra, đó là DS2208. Thì dòng máy quét DS2208 này thì nó rất là nổi tiếng ở trên thị trường Việt Nam này và được bán rất là chạy, tại vì là nó có rất nhiều là ưu điểm. Về thứ nhất đó là về cái độ bền cũng như là về giá cả của nó rất là phải chăng. Thì mọi người cùng em mở ra khám phá xem bên trong nó có những gì và cấu hình nó ra sao mà được rất nhiều chủ shop cũng như là siêu thị mini hoặc là siêu thị lớn tin dùng và đối với chiếc máy này. Thì đây là dòng DS2208 nha mọi người. Xuất xứ của nó là ở Mexico này. Những cái phụ kiện như là cáp USB thì ở Trung Quốc, còn là thân máy thì máy được sản xuất ở Mexico. Còn hãng Jabra là một hãng đến từ Mỹ nha mọi người. Công nghệ của Mỹ. Thì em sẽ mở ra cho mọi người xem bên trong của máy. Đây là một chiếc máy mà mọi người vừa mới về công ty Thế Giới Mạo Vật, thì em sẽ bóc và khui cho mọi người xem. Thì có thể có nhiều sự lựa chọn hơn so với để đưa ra một quyết định sử dụng những dòng máy nào phù hợp đối với mình. Thì đây mọi người có thể thấy bên trong đầu tiên đó là dây cáp USB, một đầu RJ45 và đầu này là đầu USB. Đầu USB để kết nối máy tính, đầu RJ45 để mình kết nối với lại là thân máy quét. Rồi phụ kiện thứ hai đó là mình có thể thấy đây là chân đế, tất cả đều được là bọc rất là kỹ càng nha mọi người. Đây là chân đế gác lên, mục đích của nó là gác hờ lên, với mình có nó sẽ nằm trong chế độ chờ, miễn sao mình đưa cái mã vạch đưa qua thì nó có thể là ghi nhận và quét, không cần phải bấm nút bấm cò. Rồi tiếp theo đến phần quan trọng nhất, đó là phần thân máy. Thân máy thì được hãng Jabra đặt trong một chiếc hộp riêng, chiếc hộp nhỏ riêng ở bên trong đó. Đây em sẽ mở ra. Đây, rồi để em đi cái sổ hướng dẫn trước nha. Đi kèm với thân máy là có một cái sổ hướng dẫn. Đây trong này có một số cái chức năng set khác nhau, ví dụ như mình muốn set enter hoặc là set tab. Kèm với bên trong này là một số hướng dẫn sử dụng, đèn như thế nào, rồi cái trigger là cái nút nhấn của mình đâu, rồi cái cửa sổ quét đèn led, rồi cái cách kết nối. Trong này hãng Jabra là hướng dẫn rất kỹ. Thì tại vì đây là đi kèm với là dây USB, đây là dây mặt điện của máy. Ngoài ra máy có thể được kết nối với cổng RS232, rồi là kết nối với cổng keyboard hoặc là cổng IBM. Có thể kết nối rất nhiều cổng khác nhau. Và mọi người lưu ý là những cái cổng kết nối, những cái cổng kết nối mặt điện của nó là cổng USB nhá. Còn những cái cổng này thì mình phải option thêm, nên mình phải liên hệ để đặt thêm. Rồi còn phía sau này đây là một số thao tác quét đúng cách. Đây, cảnh báo hướng dẫn này luôn. Thì cái quyển sổ hướng dẫn này tương đối rất là kỹ càng nhé. Nhìn vào có thể là thực hiện thao tác này. Rồi tiếp theo đây là thân máy. Đây là chiếc thân máy DS2208. Đây, mọi người có thể là nhìn sơ qua. Thân máy DS2208 xuất xứ ở Mexico. Ban đầu mình nhìn mình có thể thấy là thân máy cầm rất là vừa tay. Đây, rất là nhỏ gọn. Xung quanh cái cửa sổ đọc thì cũng được bảo vệ rất là kỹ. Phía trên đây là đèn led để báo hiệu những cái mã vật nào đọc được và
truyền về tín hiệu được hoặc là những cái đọc được mà không truyền về được, nó báo lỗi màu đỏ hoặc màu xanh ở trên này. Nếu màu xanh là máy đang hoạt động bình thường, còn màu đỏ thì đang có một số vấn đề. Đây dưới này là cổng USB, xung quanh được bọc bởi lớp cao su rất là chắc chắn nhé, rất là tiện tay này. Bây giờ em sẽ tiến hành đó là cắm vào máy tính và quét thử, test thử xem cái khả năng đọc của chiếc máy này. Mọi người cùng theo dõi nhé. Bây giờ em sẽ kết nối chiếc máy quét mã vạch DS2208 này với máy tính để rồi quét thử nha. Thì mình chỉ cần cắm cổng USB vào máy tính là mình có thể tiến hành là quét mã vạch được. Thì quét cái dữ liệu con trỏ của mình đang ở đâu thì nó sẽ đổ lên đó. Thì ví dụ như em đang mở là nó tắt thì lên thì nó sẽ đổ. Thì đây là máy quét DS2208 sử dụng công nghệ xử lý hình ảnh nên nó sẽ quét được những cái mã vạch 2D, nghĩa là nó sẽ quét được mã vạch 1D còn với là mã vạch 2D. Mã vạch 1D ví dụ như mã code 128, code EA13, code 39, code 93, rất là nhiều code, code RS1. Mã vạch 2D là có mã vạch QR code rồi data matrix. Và ví dụ thì em sẽ quét thử cho mọi người xem về khả năng đọc của máy này nhá. Đây. Nó có vùng quét vùng nhắm này cho mình nhắm vào này. Nè, mọi người có thể máy quét rất là nhanh rất là nhạy nhá. Đây là mã 2D này. Đây, cái tốc độ quét rất là thường nha mọi người. Đây, quét rất là tốt luôn đó. Rồi tiếp theo em phía sau này là em có phá một cái mã vạch, những cái mã vạch em là phá đi, cố tình phá đi, làm hư hại nó đi, hư hư tổn nó đi rất là nhiều. Rồi quét thử xem thì máy này có xử lý được không đối với cái những cái mã vạch này. Đây em sẽ tiến hành quét thử nha mọi người. Đây. Nên mọi người có thể thấy là tốc độ quét không hề suy giảm đối với những cái dòng này, quét rất là tốt. Đây là những mã vạch lớn nhá, còn đây là đối với những mã vạch rất là nhỏ này, thì em cũng test thử cho mọi người xem luôn nào. Nó quét được tất cả các những cái loại ở trên này. Đây, mọi người có thể thấy là những cái mã vạch dù lớn hay nhỏ thì máy quét vẫn có thể là xử lý ổn, rất là tốt. Thì máy có thể là chịu được cái độ rơi rớt ở trên 1.5 mét xuống sàn bê tông. Thì giờ em sẽ mở trên màn hình điện thoại lên, tại vì đây là sử dụng công nghệ hình ảnh nên nó cũng có thể là quét rất tốt ở trên cái màn hình máy tính hoặc là máy tính bảng của mình. Đây em sẽ mở trên màn hình điện thoại quét thử cho mọi người xem nhé. Đây mọi người có thể thấy trên màn hình này đó, cái QR code đang tạo là chữ hello. Đây, mọi người có thấy là quét rất là tốt nha, rất là nhạy nha. Đó, mình có thể thấy là dữ liệu nó đã nhảy lên trên màn hình. Khả năng đọc của chiếc máy này rất là ổn nha mọi người, rất là tốt nhé, rất đáng tiền để cho mình sử dụng để phục vụ cho cái cửa hàng của mình. Thì vừa rồi em đã test thử cũng như là giới thiệu cho mọi người một số tính năng quét thử thực tế trên một số mã vạch đối với dòng máy DS2208 của hãng Jetran này. Thì nếu mọi người xem còn thắc mắc hoặc là có cần tư vấn thêm, mọi người có thể liên hệ số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào trang web thế giới mã vạch.com để biết thêm chi tiết về thông tin sản phẩm. Còn nếu ai đã sử dụng chiếc máy quét này rồi thì mọi người có thể là cầm mail ở bên dưới về cái độ tin cậy cũng như là về cái khả năng đọc này trong quá trình sử dụng của mình, để cho những người chưa sử dụng, người ta đang tìm hiểu có thể là biết thêm. Thì em xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.